Dầu thô thế giới tiếp tục nối dài chuỗi ngày giảm giá. Đêm qua trên sàn New York thì giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đã giảm xuống dưới mốc 30 đô la Mỹ một thùng, mức giá thấp nhất trong vòng hơn 12 năm qua. Như vậy dầu tiếp tục mất hơn 4% giá trị so với phiên trước, chạm mốc 29,93 đô la Mỹ một thùng, thấp nhất từ tháng 12 năm 2003. Về cuối phiên thì dầu hồi phục nhẹ về trên 30 đô la Mỹ một thùng. Các nhà phân tích thị trường từ ngân hàng Barclays, Standard Chartered và Bank of America mới đưa ra dự báo cho biết giá dầu có thể giảm tới mức chỉ 10 đô la Mỹ một thùng. Thời báo Phố Wall cảnh báo tình trạng giá dầu thấp như thế này sẽ khiến ngành dầu khí Mỹ đối mặt với nguy cơ phá sản hàng loạt trong thời gian tới.